con chung kia anh lớn nhất ban trưởng thì sợ là hàng đi kiếm cô việc là cô bao lần kính chủ chị là sinh ra đốt thì thủy đồng ta chung quyền là đằng nguyễn là ngọc ca ở miền tam thì cũng ra từ dân ra việt là cũng cũng là bị hàng nguyệt nguyễn là văn an hùng là nguyễn minh tuấn nhất thì ra nguyễn trung là làm vừa a tám số nhà 11 e đường 50 khu phố ba phường hiệp bình chánh quận bình thạnh hồ chí minh công công thượng tòa chính là hồn là di nguyệt chính là hồn là vong linh nguyên là thủy à huyền di nguyệt là hồn như nhật khách nhật là sinh thời bằng tăng đi để về trở phật tử nhi tiệm dân đang có đào trang thủ tư công gian hương hoa tình nhật tâm chiều nhật là tâm chiều tình xuất ly sinh tử nhập hoàn nguyên độc lô đường đường triều địa nguyên chân tinh bản ai nguyên bất diệt nhất luân việt lạc mi thiên như triều cư việt nam cũng bao văn tín chủ chi sinh đô thị thủy đồng ta chu kiến đăng nguyên ngọc và nguyên la ban thị tuyết trinh nguyên la việt dũng nguyên la thị nguyệt nguyên la văn hùng nguyên minh la tuấn nguyên thị nga nguyên trung la lam cửa tám sau nhà 11 e đường 50 khu phố tam phường hiệp bình chánh quận thủ đức thành phố hồ chí minh thường phường phường vi nguyệt là lai lâm pha phổi liêu cách cung dương gian tiêu thị thề quý âm hồn lưu á vô kim mà gác thảo nhà na bán địa sâu trường sạc người văn chi tiết mừng đàn thay như tính tham giác có đà tràng thủ tư cung gàng nhân hoa tình nhật tâm trăm triệu thình tương lai treo tình thân ngôn thiên hương đi kinh cao nhiêu an và chân ngôn thần đương chỉ hồng từ phàng thứ sư phân tiền kinh mắt chữ tri nai bất đăng trình tam cầu thanh không minh nhập tài đường đường mặc lộ nhập vô sinh nam mô văn lai tâm bồ tát na phát nam mô văn lai tâm bồ tát na phát nam mô văn lai tâm bồ tát na phát tương lai an cả chân ngôn tiên
ôi sinh tử thăng trầm ba cõi, thương muôn loài nhiều lối đắng cay. Hoan ơi cái sự giang tay vô thường, mười ngày nào ngồi bên cửa sổ mà hôm nay lâm có xanh gì. Âm dương hay ngả biệt ly, dương vàn là khách tây phương quê nhà. Việc người cũng gần xa con tỏ, thành phong trầm cũng khó đo lường. Liền vào trong thang tựa lưng, hồn về chơi trốn quê hương an nhà. Hoàng sinh trốn nghi lan hiểm trở, bước chân vào cảnh đá xa. Hoàng sinh trong quay xa bà, cũng đôi lực là vùng là yên hương. Chiều một con nghề lõi như mắt nước thức thần kia vào vẫn mơ hồ. Hoàng tiền mở lối vô vang vô hồn cảnh này cũng chúng ta mới xa hồn. Không nhờ Phật ăn đài thế độ, thì sao hồn biết trở về đâu. Hôm nay tìm chủ là một người lập đàn chưa độ vô chạy một mặt. Trên nhờ Phật thành công quảng lại, tiếng vong linh được tới nghe kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm đành lễ thường tình quá độ A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân biến pháp giới trì. Nhân tâm đành thank you.
Nó có hào không? Đoạn kìa.